lùi lại sau đấy. Sợ các bác đằng sau ngã. Rồi 10 mét cứ lùi đi, ngã kệ đó. Bác không khỏe. Bác không bảo vệ được trường. Không, bác nghỉ rồi. Và để chúng tôi yêu cầu bà con nhân dân lùi lại về phía trại, sát về phía chúng trại, đẩy cho chúng tôi khoảng 10 mét, đẩy cho đoàn dương gốc có đẩy lên vị trí phía sân khấu. Đây trong ngồi tất nhiên. Tất cả ngồi hết số. Giúp bên nào đi. Đây thì gần quá. Bên này gần quá.